Mình chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Boy Comment Trà Vinh. Hôm nay là sáng ngày 20 tháng 1. Như thường lệ vào sáng nay thì Boy Comment Trà Vinh sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 20 tháng 1. Và tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 20 tháng 1 như thế nào thì bây giờ mình mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn hãy theo dõi video ngay sau đây. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, sáng ngày 20 tháng 1 thì tỉnh Trà Vinh ghi nhận là 197 ca nhiễm Covid-19. Như vậy là số ca nhiễm đã giảm so với ngày hôm qua. Đây là một tin rất là vui đối với bà con Trà Vinh. Và 197 ca nhiễm được cập nhật vào sáng nay, gồm huyện Châu Thành thì có 53 ca, thị xã Duyên Hải thì có 45 ca, thành phố Trà Vinh thì có 41 ca, huyện Tiểu Cần thì có 33 ca, huyện Càng Long thì có 20 ca, huyện Cầu Ngang thì có 2 ca, Trà Cú thì có 1 ca. Như vậy, tính đến sáng ngày 20 tháng 1 thì toàn tỉnh Trà Vinh ghi nhận tổng cộng là 36.721 ca mắc, trong đó thì có 44 ca nhập cảnh, 29.192 ca khỏi bệnh và ghi nhận 219 trường hợp tử vong. Tiếp theo video thì mình sẽ thông tin chi tiết cụ thể 197 ca nhiễm được cập nhật vào sáng nay. Mình mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn hãy tiếp tục theo dõi video. Đầu tiên đó chính là tại thành phố Trà Vinh, xã Long Đức thì có 3 ca là công nhân sàng lọc, 1 ca là F1 và 2 ca là được sàng lọc trong cộng đồng. Phường 1 thì có 2 ca F1, 3 ca thì được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân và 1 ca được sàng lọc trong cộng đồng. Phường 9 thì có 3 ca F1, phường 5 thì có 1 ca là được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân, 3 ca thì được sàng lọc trong cộng đồng. Phường 6 thì có 1 ca là được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân và 4 ca cộng đồng. Phường 4 thì có 2 ca cộng đồng, phường 8 thì có 12 ca cộng đồng, phường 7 thì có 2 ca cộng đồng và phường 9 thì có 1 ca cộng đồng. Tiếp theo là huyện Càng Long, xã An Trường thì có 2 ca là được sàng lọc trong cộng đồng, thị trấn Càng Long thì có 3 ca F1, Nhị Long Phú thì có 1 ca là được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân, An Trường A thì có 1 ca cộng đồng, Đại Phúc thì có 1 ca cộng đồng, Huyền Hội thì có 4 ca cộng đồng, Mỹ Cẩm thì có 3 ca cộng đồng, Phương Thạnh thì có 2 ca cộng đồng, Tân An thì có 2 ca cộng đồng, thị trấn Càng Long thì có 1 ca cộng đồng. Tiếp theo là huyện Tiểu Cần, xã Hiếu Trung thì có 1 ca F1, 1 ca là người nuôi F0 sàng lọc tại bệnh viện Dã Chiến và 2 ca cộng đồng. Nghĩa Hùng thì có 1 ca F1 và 1 ca cộng đồng. Tân Hòa thì có 1 ca F1 và 1 ca cộng đồng. Tân Hùng thì cũng có 1 ca F1 và 1 ca cộng đồng. Hồng Hòa thì có 2 ca là người nuôi F0 sàng lọc tại bệnh viện Dã Chiến và có 2 ca cộng đồng. Long Thế thì có 1 ca là người nuôi F0 sàng lọc tại bệnh viện Dã Chiến và có 2 ca cộng đồng. Thị trấn Tiểu Cần thì có 1 ca là được sàng lọc tại trung tâm y tế Tiểu Cần và có 4 ca là được sàng lọc trong cộng đồng. Hiếu Tự thì có 4 ca cộng đồng, Phú Cần thì có 6 ca cộng đồng, thị trấn Cầu Quan thì có 1 ca cộng đồng. Tiếp theo là huyện Châu Thành, Hòa Lợi thì có 1 ca là được sàng lọc tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh và 4 ca cộng đồng. Hòa Minh thì có 1 ca là được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân. Hòa Thượng thì có 10 ca cộng đồng, Long Hòa thì có 1 ca cộng đồng, Lương Hòa A thì có 27 ca là được sàng lọc trong cộng đồng, Nguyệt Khóa thì có 1 ca cộng đồng, thị trấn Châu Thành thì có 2 ca cộng đồng. Tiếp theo là huyện Trà Cú, xã Kim Sơn thì có 1 ca là công nhân sàng lọc. Tiếp theo là huyện Cầu Ngang, xã Nhi Trường thì có 1 ca là công nhân sàng lọc, xã Hiệp Hòa thì có 1 ca là được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân. Tiếp theo là huyện Duyên Hải, xã Đông Châu thì có 1 ca là được sàng lọc trong cộng đồng, xã Đông Hải thì có 1 ca là được sàng lọc trong cộng đồng. Tiếp theo là thị xã Duyên Hải, xã Dân Thành thì có 3 ca F1 và 9 ca cộng đồng, Long Hữu thì có 6 ca F1 và 2 ca cộng đồng, Long Toàn thì có 5 ca F1 và 2 ca cộng đồng, phường 1 thì có 6 ca F1 và 1 ca cộng đồng, phường 2 thì có 5 ca F1, trường Long Hòa thì có 5 ca F1, Hiệp Thạnh thì có 1 ca cộng đồng. Như vậy mình vừa điểm qua thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 20 tháng 1. Mình cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu quý cô chú anh chị và tất cả các bạn nào thấy hay thì đừng quên bấm một like và một đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.